Hi, xin chào anh em, mình là Nguyễn Anh của máy đo chất dung và trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em máy bơm cầm tay đa năng của Bosch có mã là Bosch E-Pump, được sử dụng cho các công việc trong gia đình như bơm xe đạp, xe máy, các dụng cụ bằng hơi như bể bơi, để bơi hoặc là bơm bóng. Vậy thì ngay bây giờ anh cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. Bộ sản phẩm bao gồm máy bơm, ống dẫn hơi, ba đầu bơm, dây sạc, hướng dẫn sử dụng và túi đựng. Bosch E-Pump là máy bơm mini sử dụng trong gia đình sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như được trang bị 3 van bơm giúp đáp ứng các yêu cầu bơm khác nhau, thiết bị cung cấp áp suất tối đa lên đến 10,3 PA giúp bơm nhanh, tiết kiệm thời gian cho người dùng. Máy sử dụng pin có điện thế 3,6V, dung lượng 3A và sạc bằng cổng USB. Khi sạc đầy có thể sử dụng liên tục lên đến 20 phút. Bosch E-Pump có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thân máy có chỗ để cất giữ van bơm gọn gàng, giúp mang theo dễ dàng và cất giữ tiện lợi trong mọi nơi để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Sản phẩm được hỗ trợ đèn LED chiếu sáng, giúp thuận tiện khi sử dụng ở những nơi thiếu ánh sáng hoặc trời tối. Được trang bị màn hình hiển thị giúp người dùng quan sát áp suất bơm để chủ động hơn, tránh làm nổ vật cần bơm. Nhấn nút on off để bật máy, áp suất mục tiêu cuối cùng sẽ được lưu lại khi tắt máy. Khi không có nút nào trên máy được nhấn trong khoảng 3 phút, máy sẽ tự động tắt để bảo vệ pin. Để bật và tắt đèn làm việc, bạn nhấn nút đổi chế độ làm việc trong khoảng thời gian 1 giây. Lưu ý, không nhìn thẳng vào đèn làm việc, nó có thể gây hại đến thị lực. Để thay đổi đơn vị đo, đối với chỉ báo áp suất có sẵn các đơn vị như PA, PSI, KPA. Để thay đổi các đơn vị đo, bạn nhấn nút đổi chế độ làm việc nhanh một lần để đổi đơn vị đo cần thiết, xuất hiện chỉ báo đơn vị đo. Để bắt đầu bơm, bạn lắc đầu van phù hợp và ống áp lực nếu cần. Hãy tháo nắp van trên vật cần bơm nếu có. Siết chặt ống áp lực vào vật cần bơm. Áp suất hiện tại trên vật cần bơm sẽ được hiển thị trên màn hình. Tiếp theo, bạn chọn hai chế độ phù hợp. Bơm phòng với tắt tự động. Để thiết lập hoặc thay đổi áp suất mục tiêu, bạn nhấn nút giảm hoặc tăng áp suất mục tiêu nhiều lần cho đến khi giá trị thiết lập được hiển thị trên màn hình. Giá trị sẽ thay đổi nhanh hơn nếu bạn nhấn giữ nút. Nhấn nút bơm để bắt đầu quá trình bơm phồng, bạn vẫn có thể thay đổi áp suất mục tiêu trong quá trình bơm phồng. Quá trình bơm phồng sẽ tự động dừng lại khi áp suất mục tiêu được đạt đến giá trị thiết lập. Áp suất mục tiêu sẽ được lưu lại khi tắt máy. 2. Bơm phồng không có tắt tự động. Khi bơm phồng không có tắt tự động, không có áp suất mục tiêu được thiết lập. Ký hiệu này sẽ được hiển thị trên màn hình. Nhấn nút bơm để bắt đầu quá trình bơm phồng. Áp suất hiện tại trong vật cần bơm sẽ hiển thị trên màn hình. Khi áp suất cần thiết được đạt đến, nhấn nút bơm một lần nữa để kết thúc quá trình bơm phồng. Sau đây thì anh sẽ test thử bằng cách bơm xe máy nhé. Như vậy là Nguyễn Anh vừa đánh giá xong sản phẩm máy bơm cầm tay mini Bosch E-Pump. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá tham khảo khoảng 1,7 triệu đồng, bảo hành 6 tháng trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu muốn mua sản phẩm này, chỉ cần nhấc máy gọi cho hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maydochuyendung.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Máy Đo Chuyên Dụng.